Đây các bạn, hôm nay mình làm cái tủ điện này cho cái ông anh ở Trà Vinh nè. Cái này là tủ điều khiển từ xa bằng remote, có điều khiển từ xa khoảng tới gần tới 1000m, có anten kéo dài 3m nè. Ở đây là công tắc Honest 920KG2, thì đây có hai ngõ vào là chân 1, chân 2 là vào, 3, 4 là ra. Đấy, vào 220V và ra 220V. Thì anh Tùng này anh yêu cầu là có gắn thêm cái khởi động từ một pha dành cho cái motor của ảnh được tưới cây ở trong vườn. Thì đây mình gắn thêm cái khởi động từ Jeans 25A. Đấy, mình sẽ thiết kế gắn vào đây. Đó. Rồi. Thì ở dưới đây mình có cái tủ, đây là tủ điện của hộp điện kỹ thuật của Lioa, của công ty Lioa Việt Nam á. Thì đây mình có khoan hai cái lỗ. Khoan lỗ này là lỗ để cho anh luồn dây điện vào ra. Ở đây là mình khoét cái lỗ chờ sẵn luôn, thì khi cần thì anh chỉ cần lấy cái kìm hay đó thì gõ là nó sẽ ra, mình sẽ khoan sẵn rồi một cái lỗ khoét như thế này, rồi muốn cái to hơn thì đục nó ra thôi, thì dễ dàng. Ở đây là mình khoan sẵn vào ra. Nếu ngon nữa thì anh em có thể dùng cái đầu vít ốc xiết thế này để xiết dây điện, luồn dây điện vào ra cho nó tiện và nó kín luôn, kín côn trùng không bò vào. Thì đây thì trong cái yêu cầu này không cần dùng cái đây, thì anh ta sẽ anh Tùng sẽ tự mình luồn dây điện vào đây theo theo ý thích của anh ta. Rồi đây mình sẽ lắp hoàn thiện cái tủ điện này, đơn giản ha, mình không cần làm đèn báo ha, báo nguồn ở ngoài đó. Thì đây là lũ tưới cây trong vườn ha, cần đơn giản thôi, không cần lắp bóng đèn, đèn báo, đèn nguồn, báo nguồn. Rồi cái anten này khi hoàn thiện mình sẽ luồn phía dưới này luôn cho nó chui ra ngoài. Đấy, chui ra ngoài và kéo lên cái kéo lên cao để thu sóng tín hiệu tốt hơn. Đây thì nó sẽ đi kèm theo tay remote này. Đây, tay remote này thì kéo dài ra khoảng 30cm đó, để bắt tín hiệu tốt hơn. Rồi này có nắp đậy luôn ha. Ở remote này thế hệ mới nó có cái gọi là cái chân remote chỗ này để chống hạn chế gãy remote. Rồi. Đây, phía sau này thì dùng pin 12V. Rồi. Như vậy thì bây giờ mình sẽ tiến hành làm tiếp, mình sẽ lắp cái tủ này hoàn thiện và giao cho anh Tùng. Đấy. Thì riêng cái tủ này thì mình chỉ tính giá thiết bị thôi. Ở đây là lắp cho bà con mình xài, rồi tiền công thì mình không có đưa vào đây. Đấy. Nhưng mà trong các tủ điện khác thì mình thường phải tính tiền công vào, thì này cũng tốn thời gian của mình làm ha. Thì anh em bà con mình cũng thông cảm và chia sẻ cho Tâm. Thì Tâm cũng bỏ công ra Tâm làm, thì bà con chỉ cần mua về và đấu dây điện vào ra thôi, sử dụng thôi, cũng rất là đơn giản. Rồi cũng thuận tiện cho bà con nào mình chưa rành về điện lắp đặt, thì Tâm có thể lắp đặt trước, nhưng mà sau đó Tâm sẽ một số trường hợp Tâm sẽ tính tiền công. Rồi. Thì ở đây em cũng xài một số cái tìm kìm tuốt dây điện nè, mình có bán trên shop thiết bị điện Thanh Tâm luôn, thì bà con có thể nghiên cứu và sử dụng. Đấy. À, số kìm tuốt dây mình có thể tuốt dây một cách dễ dàng và nhẹ nhàng luôn. Thì ai mà dùng điện nhiều hay làm điện nhiều thì có thể mua về sử dụng. Ở đây thì có gỗ cắt luôn nè, bạn đưa dây điện vào đây để cắt luôn, cũng rất là tiện dụng ha. Rồi. Rồi ngoài ra mình có kìm tuốt bấm cót, đầu cót đây. Thì trong số trường hợp mình sẽ bấm đầu cót. Đây đấy. Thì cũng có trên shop thiết bị điện Thanh Tâm nghiên cứu và mua sử dụng luôn, thiết bị điện Thanh Tâm.com. Cái động từ này mình sẽ cho chân 1 3 dây điện vào 220V, đồng thời cũng cung cấp qua cái ngõ vào của cái công tắc điều khiển từ xa đây. Đấy. Ở chân 3 4 sẽ là, xin lỗi, chân 2 4 sẽ là chân ra motor ha các bạn. Ở đây nó có đánh số nè. Rồi. Chân A1, A2 này sẽ đấu với ngõ ra của cái công tắc điều khiển từ xa. Đấy. Thì như vậy thì công tắc điều khiển từ xa nó sẽ điều khiển cái cuộn hút trong cái khởi động từ này. Và khởi động từ này sẽ đóng điện từ chân 1-3, nó sẽ ra điện chân 2-4. Đó, khởi động từ này là có nhiệm vụ là trung gian đóng cắt điện.
Rồi tiếp theo mình sẽ đấu với cái công tắc. Thì khi mà các bạn về thì các bạn sẽ đấu điện 220V rồi chân một ba thêm ha. Ở đây mình chỉ đấu vào cái công tắc đường đi xa thôi. Mình chưa có điện 220 vào. 220V vào, sẽ vào chỗ này nè. Do đây là những tín hiệu điều khiển thôi nên các bạn không cần phải dây điện to ha, dây điện nhỏ cũng đủ rồi. Tại vì mình sẽ cấp điện cho công tắc cũng là dây điện nhỏ thôi, 0.5, 0.75 cũng được. Thì công suất của cái công tắc này rất là nhỏ bé. Rồi từ ngõ ra công tắc vào khởi động từ cũng không cần dây to luôn, dây 0.5, 0.75 là vừa rồi. Còn đối với motor thì các bạn hãy câu đấu dây to hơn, dây 1.5. Ví dụ dây 2.5 tùy motor ha, tùy các bạn xuống sử dụng. Thì các bạn sẽ đấu dây 1.3 và ra 2.4 là những dây điện to hơn, để đó là dây điện động lực cho motor, cấp điện cho motor. Rồi mình quay tiếp nha các bạn. Nãy có khách đang gọi tới nên bây giờ nghe máy. Thì do cái mình đặt cái máy quay thế này nên cái tư thế mình lắp điện cũng hơi khó, các bạn thông cảm nha. Mình muốn quay cho các bạn xem tư thế mình đứng lắp nó cũng hơi gò bó một chút. Rồi đây là cái dây ngõ ra của công tắc nè. Ngõ ra của công tắc thì mình đấu với cái A1, A2 khởi động từ, đó là dây màu trắng đây. Rồi. Như vậy thì công tắc khi bật tắt thì nó sẽ bật tắt cái khởi động từ. Cái khởi động từ thì nó sẽ bật tắt motor. Đó. Chức năng của khởi động từ là dùng để chuyên đóng cắt điện, dùng trong các vạch điện điều khiển. Rồi, siết ốc chặt rồi ha, đậy lại luôn. Rồi nãy mình quên nữa. Trong cái dây màu xanh này mình phải đưa cái dây vào để gọi là ví dụ luôn, bật tắt on off thử luôn đó. Bây giờ mình dùng cái dây điện này mình thêm vào đi đó, mình quên ha, mình tốn công nữa. Tại vì mình đang demo cho các bạn xem nên phải lắp thêm dây điện vào để test thử. Đấy, mình gỡ ra đi cho nó dễ thao tác. Thì gỡ cái động từ thì anh em là biết rồi thôi, chưa biết thì mình hãy dùng tua vít mình gạt chỗ này nè. Nó có cái lẫy chỗ này nè. Đó. Mình dùng tua vít mình bẫy ra để nó tách ra khỏi cái thanh reo này, cái thanh đế chỗ này. Đấy. Rồi. Mình đưa cái dây điện màu đỏ vào đây, dây điện nguồn là 220V vào đây mình test thử thôi ha. Dù test thử thì các bạn cũng nên siết dây cẩn thận nha. Vì dây nó bung ra thì chạm nhau và dây nhảy CP. Nếu nhà các bạn chưa có CP thì cũng nên lắp CP, đặc biệt CP chống giật. Dây CP á, LCP á, CP chống giật. Thì đây tâm minh họa xem ha. Rồi xin lỗi bà, nãy mình tâm quên là lắp cái dây điện vào để test thử. Giờ phải lắp vào, thì không gian làm hơi chật hẹp chút. Nhưng mà khi làm ban đầu mình nhớ thì mình sẽ làm gọn gàng hơn. Rồi. Rồi. Đó, gài xong rồi đó. Bây giờ mình coi đâu kiểm tra lại và đâu điện nha. 24 là mình sử dụng bút thử điện để mình thử nè, tí mình dùng bút thử điện mình thử nè. Rồi. Bây giờ mình sẽ ghim điện vào nha. Ghim điện vào công tắc này sẽ sáng xanh lên nè. Sáng đỏ lên chứ, nhầm. Đấy. Nó sáng đỏ các bạn thấy không? Rồi này mình đo cái ngõ ra 24 nha. Đây bút thử điện, không có điện nha, không có điện nha. Rồi điện nguồn có chưa, mình thử điện nguồn nè. Đó, điện nguồn nè, có điện nè, đèn đỏ nè. Chân số 1 là chân dây nóng là đúng luôn rồi nha các bạn. Nếu nếu chưa đúng thì các bạn hãy đấu lại. Chân số 1 phải là dây nóng, tại vì cái công tắc này chỉ cắt
một đường dây thôi, tức là dây một pha mình có hai dây phải không? Mình hiểu là dây lửa với dây nguội đi. Thì dây là dây lửa nè, dây nguội nè, không có điện nè, ngõ ra cũng không có nè, thấy chưa? Ngõ ra không có nè. Nếu các bạn đảo đảo cái chuỗi điện thì nó sẽ ngõ ra sẽ có điện mặc định. Ví dụ là mình sẽ đảo cái chuỗi điện ngõ vào nè, thì bạn để ý nha, mình sẽ đảo nha, đảo nè, thì một là không có điện nè, hai có điện nè, thấy chưa? Các bạn sẽ thấy chân số 3 ngõ ra cũng có điện luôn nè, đó, ngõ 3 có điện nè, cái 4 này có điện là tại vì đó là có điện, tại vì cái nó đi qua cái khởi động từ này ít nhiều nó cũng dây nó cũng bị gọi là bị nhiễm điện trường điện từ á, nên nó có điện vậy thôi. Nhưng trên chân chính là chân số 3 có điện nè, tức là điện nóng, điện lửa đang ra nè, nó sẽ gây giật cho các bạn nè. Do đó khi đấu thì bạn sẽ đấu chân số 1 là dây lửa nha. Bây giờ mình đảo đường dây lại. Rồi số 1 có liền ha. Rồi như vậy điện nguồn mình có. Bây giờ mình bật công tắc thử nè. Bật công tắc thử thì chân số 2 rồi. Số 2 có điện các bạn thấy không? Số 4 là nguội thì nó không có điện nè. Rồi. Bật. Tắt. Bật. Tắt. Rồi, như vậy là cái mặt điện mình đấu xong thành công. Bây giờ mình hay dùng remote để mình bật tắt. Bật. Tắt. Bật. Tắt. Rồi, bạn thấy rõ chưa? Rồi như vậy là hộp điện mình xong. Bây giờ mình gỡ dây điện nguồn ra và mình viết con tờ ghi chú vào trong đây để cho người ta biết biết là sử dụng ở chân 1, 3 là vào, 2, 4 là ra motor, đơn giản vậy thôi. Rồi mình làm tiếp nó hơi dài dòng như vậy, nhưng mà đối với những bà con nào chưa biết thì mình tham khảo để mình có thể tự lắp cái tủ điện nhỏ trong gia đình của mình để an toàn khi sử dụng motor. Cái tủ này thì là nó rất là hay, là nó có lớp ron này luôn, của công ty Lior Việt Nam mình làm á. Lớp ron này để cách nước đó. Và cái tủ này chủ nhựa chống cháy và chịu nhiệt luôn, nên có thể đặt ngoài trời, chịu mưa chịu nắng ok. Đó, đây là tủ điện loại nhỏ, cái hộp điện loại nhỏ ha, nó còn hộp của Lior loại to hơn xíu nữa. Đấy, thì có trên trang web thiết bị điện Thanh Tâm luôn, thấy alo cho Tâm cũng được, đặt mua về cho an toàn cho gia đình của mình, sử dụng ngoài vườn tưới cây rồi vân vân. Thì các bạn nào nếu có ba mẹ ông bà sử dụng điện ngoài vườn thì nên mua cái hộp điện này và thiết kế cho ông bà cha mẹ mình xài cho nó an toàn ha. Và nếu ngon nữa ngoài vườn thì lắp thêm cầu dao chống giật hoặc là chống giật trong nhà, và khi mà kéo đường dây đi ra ngoài vườn thì không qua cầu dao chống giật, thì phòng khi ông bà cha mẹ mình tưới cây ngoài vườn mà bị mắc điện trên motor thì nó có thể ít nhiều nó sẽ bảo vệ được cái tính mạng khi cần thiết đó. Rồi giá tiền của cái hộp điện này không có bao nhiêu hết, cái hộp Lior nè, nhưng mà rõ ràng rất là an toàn, tại vì khi cái ổ cắm điện đặt ngoài trời á, ngoài mưa ngoài nắng qua 5 tháng thì sẽ bị hen rỉ cái tiếp điểm, rễ cái chặt cháy đấy, thì cũng rất là nguy hiểm. Rồi như vậy thì Tâm đã làm xong và sẵn sàng giao cho anh Tùng ở Trà Vinh, thì các bạn có thể xem tham khảo và lắp đặt trong gia đình của mình. Rồi Tâm cảm ơn các bạn rất nhiều, và đừng thấy nếu thấy kênh YouTube mình hay thì có thể đăng ký để theo dõi các video mới, các theo dõi các hướng dẫn mới. Tâm cảm ơn các bạn nha.